Thầy mở cái trang web của trường mình cho thằng nhóc này nó xem coi. Dạ. Đó, em thấy chưa? Muốn tạo được một cái trang web hiện đại như thế này nè, là phải do thầy Kiên cùng thầy và các thầy khác nữa mới tạo nên được như vậy. Em hiểu chưa? Cho mượn máy. Em nói chuyện với ai vậy? Em nói chuyện với anh này, cho em mượn máy. Trời ơi, thầy Kiên là lớn tuổi hơn em đó. Em nhỏ nhưng mà em có võ. Gì cười? Thôi thôi này, cái mắt rắn hổ mang á, gắn trên vai của mày nặng đô lắm á nhá. Thế mày nghĩ mà thoát khỏi tay tao mà bọn công an đã không lần ra tung tích của mày, bắt mày nhốt mày vô trại hả? Tao mà lĩnh án tử hình thì mày cũng chung thân một phép. Dưa gan mà đỏ đít thì cà cũng đỏ chôn. Ai cho mày là người lương thiện? Thì bởi vậy, bởi vậy thần mới theo phò A Hổ hoài, bảo vệ A Hổ đó. Nhưng mà dù gì á, cũng phải thương yêu A Thần đi, đừng có nói những cái lời mà chỉ trỏ vậy, lặn nhọc quá, bạc bẽo. A Thần phồn á, tuổi thân khóc thầm á. Thương quá à. Trai già rồi mà giận hơn như là gái mới lớn. Thôi, công trình của tôi cả tháng đó, chú đừng có phá. Định à, thầy biết em mê vi tính lắm, nhưng mà trước tiên á, năm nay là em phải cố gắng học làm sao cho đậu lớp 12. Chứ em đã lưu ban một năm rồi, muốn làm kỹ sư vi tính là em phải tốt nghiệp cấp 3, rồi em phải thi vào trường Đại học Công nghệ Thông tin thì mới được. Hiểu chưa? Chán dễ sợ. Ý dạ, suốt ngày chê chán, không có thương yêu gì hết trơn á. Trời ơi, lại đi bây giờ ý đi à, bây giờ có sức khỏe là có tài là tới một ngày nào lo đi cái thằng lo à, à cô á nó giết mình rồi đó, rồi lúc đó là bà biết à. Đúng không? Còn nói xui nói gở thì giờ cái miệng nói xui nói gở không có nói xui nữa. A Hổ yên tâm đi, có A Thần ở đây rồi, thằng A Cú nó không có tới gần A Hổ được đâu. Nó muốn giết A Hổ á là nó phải bước qua xác của A Thần. Còn nữa, thầy á là thầy của em, đâu có thể nào để cho em dụ thầy như vậy. Ngày mai thầy sẽ trực tiếp đi gặp mẹ em, thử coi bệnh lao của mẹ em có lây được thầy không. Nè, nghe cái phổi của thầy ra mì dắt mì dắt. Thầy luyện thanh như vậy thầy chấp mẹ em lây luôn. Làm ơn đi về lớp đi. Hẹn về. Mấy đứa nhỏ này chỉ thích máy tính, mê máy tính thôi, chứ có học hành gì đâu, toàn chơi không. Thì cũng giống mình hồi xưa chứ gì đâu. Trời ơi, nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò mà. Tại giờ mình lớn rồi, mình mày đặt ra nghiêm túc để dạy tụi nó thôi chứ gì đâu. Thầy cũng bá đạo ghê ha, rất là thành thật. Thầy cũng người trần mắt thịt mà, chứ đâu phải là tiên thánh gì đâu em, phải không? Trong cơn gia biến, một mình Kiều đứng ra cán đáng thu xếp mọi việc, băn khoăn cân nhắc giữa việc Hiếu và Tình. Kiều thấy cả hai đều rất là nặng, nhưng rồi nàng quyết định bán mình chuộc cha. Cha và em được tha về, việc nhà đã tạm ổn, Kiều mới nghĩ đến chuyện tình duyên. Trước hết nàng nghĩ đến nỗi khổ của người yêu, phận mình dù thế nào cũng đành, nhưng nàng không đành lòng với tình cảm của chàng Kim. Làm thế nào để người yêu đỡ khổ? Băn khoăn, nàng quyết định chọn em gái của mình là Thúy Vân để thay nàng trả nghĩa cho Kim Trọng. Nè nè, hai ông kiếm ai vậy? Hình dáng của chồng mày mà mày không nhớ ra sao? Hả? Nhớ chứ, cho nặng đầu.
còn doanh rồi. Ây da, trời ước lon hết. Rồi các em mở máy tính lên hết đi. Dạ rồi ạ. Các em đã thấy giao diện asset hết chưa? Dạ rồi ạ. Khái niệm đầu tiên là bảng, hay còn gọi tiếng Anh là table. Table hay bảng là nơi để chứa dữ liệu. Nó gồm có nhiều hàng. Mỗi hàng sẽ chứa những cái thông tin của một cá thể xác định của một chủ thể. Hiểu chưa? Dạ rồi ạ. Rồi các em có thể thao tác thử nha. Chạy mượn máy chút đi. Mày lại cúp tiếp nữa hả? Trên lớp học chán lắm. Cái bộ môn này khó. Toàn trắc nghiệm. Làm hộ tao thì tao cho mày mượn máy. Có Lý này. Lý, tao là rể, tao còn nhớ ngày hôm nay là ngày chết của ông ấy. Cái mày là con gái, mày không nhớ sao? Hả? Không có cung kiến đèn dầu hương khói gì hả? Hết dầu hơi quẹt, tôi chưa có đi mua được. Xong. Ui, mày mới học lớp 11 mà mày đánh máy như này. Sau này mày trở thành con quái vật hacker à? Hả? Vậy giờ em mượn máy được chưa? Chơi đi. Đi đâu đấy? Đi lấy nước cho khách chứ đi đâu. Khách nào? Ông chứ ai. Cái đồ của mày à? Hả? Hôm nay là ngày giỗ ông già vợ tao. Mà tại sao mày không cung kiến gì ở đó chú đáo hả? Hay là mày nghĩ là ông vẫn chưa chết? Đúng không? Tôi tính đơn giản. Có hai mẹ con tôi à, trừ thằng nhỏ đi học cho tôi mới làm. Con này khùng à. Thế mày không nghĩ rằng tao có mặt ở đây à? Hả? Mày với tao như vậy còn hơn người dân nữa. Tôi tính làm gì? Ừ, con này. Ôi trời ơi. Hết giờ rồi, các em có thể ra về. Tắt máy hết nha các bạn. Rồi, cầm lấy. Đi mua đứa con gà. Kiếm lấy chai rượu ngon ngon á, mang về đây. Cầm lấy. Ông cất đi. Tôi có tiền. Có tiền? Có tiền thì để lên mà nuôi cái thằng nhóc á. Nha. Hôm nay là ngày giỗ ông già lưu đạn rể quý này này, là phải báo tiệc cho nó đoàn hoàng, tử tế, chu đáo. Đúng không A Thòn? Lúng rồi. Lại tao không có hiểu, lại tao không cảm lì. A Hổ à, lóng tính vậy thôi. Nhưng mà bên trong là khác. A Hổ là một cái người à, mà miệng xà nhưng mà tâm á. Tâm cũng xà luôn chứ gì. Ê dạ. À, chưa được lắm. Kéo. Đúng rồi, kéo rộng ra, đúng rồi. Dạ. Đó, hình nó phải vậy, nó mới đẹp. Ê. Hello. Trời ơi, ông nghĩ sao vậy ông Xuân? Ông nghĩ sao mà có văn nghệ mà không có túi? Trời ơi. Bây giờ tóm lại là ông tổ chức lúc mấy giờ? Có nhạc sống không? Trời ơi trời, sao ông lạc hậu quá trời vậy trời? Cái giờ mà ai mà chơi mấy cái đàn điện tử đó nữa. Ông phải mướn nguyên cái băng nhạc. Ừ. Chơi cho nó quay. Rồi, quyết định vậy ha. Ok. Giỏi quá ha. Tôi dạy cho bao nhiêu kiến thức, coi được nhiều sách rồi, làm cái chuyện vậy đấy hả cậu Cú Điềm? Tang trường, tàu tung bay tựa mây trăng. Tang trường, chờ em đi qua về lối này. Ủa, trời ơi, gì trời? Cười cái gì? Mấy cuốn sách thầy đưa con đọc á, cái phần PhD code đó viết rất là chán luôn. Được mỗi cái phần Python thì còn tạm. Nhưng mà thầy, mấy cuốn sách đó là dành cho mấy người làm game, em không có hứng. Bộ sách đó là của bạn thầy ở Sài Gòn gửi xuống cho thầy. Tất cả những kiến thức của nó
được tổng hợp từ đại học danh tiếng của nước Mỹ, Harvard đó. Nhưng mà có sách nào hay hơn không thầy? Còn sách nào nữa? Tất cả các sách rồi tài liệu của thầy là em đọc hết rồi còn gì nữa. Nhưng mà chắc ở Sài Gòn thì sẽ nhiều sách hơn đúng không thầy? Alo. Alo, nghe nghe. Qua đây liền với thầy. Trời ơi trời, em qua đây em mới thấy được. Cái gì mà kinh dị, cái gì mà rung rợn vậy trời? Qua đây liền. Trời ơi là trời, phải chi mà ghép mình vào con bướm con ong, tao đâu có chấp. Cái đằng này nghĩ sao mà tưởng tượng như mình giống như con heo vậy trời. Tao mà biết được ai làm chuyện này tao không có bỏ qua cho nhau. Mày giống cà trốn với tao hả? Nói đúng mà, cà trốn gì đâu. Tâm không xà thì làm sao làm chùm băng rắn hổ mang được. Đúng thằng trời ấy. Lão bố ấy, thằng cha già của mày ấy, thì muốn là một tên trùm. Còn tao á, chỉ là thế hậu sinh khả ủa thôi. Lĩnh à. Dạ. Cái chuyện sách vở á, mà nói sao nha. Thầy tìm hiểu á thì nghe nói là em không chịu học tất cả các môn còn lại đúng không? Và năm nay khả năng của em bị cấm thi rất là cao. Thì nghĩ càng vui thôi thầy. Tại sao lại vui? Em đang nghĩ tới cảm xúc của mình thôi. Em không có nghĩ tới cảm xúc của mẹ em hả? Nhưng mà mấy môn đó học chán lắm thầy. Hồi nãy em ngủ gục trên lớp á, xong em phải xin đi ra đây á. Chán em không phải học. Mẹ con đâu rồi? Đi học rồi. Bảo nó đừng có về nhá. Nhìn cái bản mặt nó ghét dơ đó hả? Nghe chưa? Nó cũng đâu có muốn gặp ông làm cái gì. Học mà không có hứng thú, không có đam mê, không có khiếu gì cái mà mình học thì cũng giống như học dẹt vậy thầy. Sau này thì cũng giống như là nước đổ lá môn vậy đó. Tất cả mọi thứ đều vô dụng. Thầy biết. Nhưng nền giáo dục ở Việt Nam đã như vậy rồi. Bắt buộc tất cả các học sinh phải học đều ở tất cả các môn, nhồi nhét kiến thức. Mặc dù có thể những kiến thức đó không phải là kiến thức phổ thông. Sau này nếu mà em ra đời đi làm, nó không có áp dụng vô được thì vô dụng. Ôi được rồi, lề phòng vậy là đúng. Tránh xa thằng A Cú ra lì. Thằng đó là nó mang cái mệnh là triệt đồng công mà lại sát phụ, là nó là giết cha đó. Đừng có nghĩ là mê tín dị đoan, có tình có lành, tránh xa là càng xa càng tốt. Chứ không phải như ở những nước phương Tây, học sinh á được quyền chọn những cái môn theo khả năng của mình, theo sở thích của mình. Từ đó họ cũng định hướng cái nghề nghiệp trong tương lai cho học sinh luôn. Vậy mới là giáo dục phổ thông mang tính thực dụng cao á thầy. Nhưng mà em nghĩ cũng lạ, sao nước mình không chịu học theo người ta đi ha. Chứ bắt cả thầy lẫn trò ai ai cũng phải mụ mị. Thầy thì mụ mị về chuyện đi dạy, học trò thì phải mụ mị về chuyện học. Trong khi tất cả những cái kiến thức đó sau này đâu phải là sẽ sử dụng hết đâu. Triệt đồng công đại sát phụ. Đúng rồi. Tao sợ đấy. Chẳng qua là tao nhìn cái bản mặt của nó tao ghét lắm. Mà quan trọng là kiến thức đó sau này ra đời cũng chả có áp dụng được gì hết. Em thấy là ra đời xong cũng sẽ quên, vô dụng à. Em nói cái chuyện mà cả xã hội này ai cũng đều thấy vô lý hết. Đó. Nhưng mà thầy trò mình buộc phải tuân thủ theo. Nhưng mà mình phải xem đây là trách nhiệm, là nghĩa vụ. Chứ không phải giống như một cái cây. Sống ở mặt đất này đã khó rồi, nói chi đến chuyện chống trời, đúng không? Không lẽ bây giờ thầy cũng bất lực mà trò cũng bất lực, phải chịu đựng cái sự không hợp lý này hả? Mà càng nhìn nói nó thật mày càng giống. Lần ra, bữa nay làm vợ của lão bố á, lễ đi ông này đi. Chứ giờ em muốn thầy phải làm sao? Nếu như thầy không đồng ý á, thì thầy có thể xin nghỉ việc, về quê, trồng rau, nuôi heo. Còn em, nếu như không đạt được điểm trung bình ở tất cả các môn á, thì buộc phải lưu ban. Mà em bị lùi lại hai lần như vậy á, là phải buộc thôi học. Là khi đó thì cánh cửa vào đại học của em cũng khép lại. Rồi vào đời em không kiến thức em làm gì? Em chỉ có thể là đạp ba gác hay đạp xích lô thôi. Em có muốn cuộc sống của em sau này như vậy không?
hốc bố à, phải đây làm dỗ à, mời uống rượu à. Rượu ngon à lão Po. Ê, dạ để cháu ngồi lại đi. Dạ Vũ ông xuống nhậu làm cái gì không biết nè. Lại tao ăn lừa gà không? Ăn liền. Em không muốn, nhưng mà thôi không có nói nhiều nữa. Lên. Bắt đầu từ ngày hôm nay thì cấm em bước vào phòng máy này. Thầy, sao được thầy? Trừ khi là thầy nghe lại á, em đạt được thành tích tốt ở tất cả những môn còn lại. Thầy chơi vậy nặng với em quá. Sao mà nặng? Thì em nghĩ lại đi. Nếu như em bị đuổi học á, thì em cũng đâu có bước được vô phòng máy này đúng không? Thế vậy chi bằng bây giờ em cố gắng học đi. Nè, thầy suy nghĩ dữ lắm mới nghĩ ra được cái chiêu này đó nha. Rồi cái gì? Thầy phải suy nghĩ dữ lắm mới ra được cái chiêu mà không hề giống với cái tên này thầy chút nào á hả? Chứ sao? Thầy tên Tâm, mà cái chiêu của thầy không có tâm. Mày nghĩ coi, ông già vợ tao hứa cho tao 50 kg vàng, mà lão ấy hứa lèo, có coi được không? Hả? Dạ, bà ổ à, đang ngồi ở kế bên ổ cá mập á, lo chuyện nhỏ nhỏ rồi. Vậy mà lão ta ôm hết vàng đi, biến một lèo. Hôm nay là đám dỗ của ổng ấy, thằng già hứa lèo ấy. Dạ A Hổ à, đừng có lo như vậy. Lão Po ở đây á, là ly á, là ly chết, chứ không phải là ly lâu. Ly chết là ly ở chỗ này là bán vé ly mà không có bán vé về. Bởi vậy là đừng có nói lão Po à lừa đảo à, thất hứa gì hết à. Thôi uống liền, uống liền, uống liền, uống liền, uống liền, uống liền, uống liền. Thôi, thầy mà không có tâm thì thầy đâu có chỉ cái điều hay lẽ phải cho em. Thầy cứ việc vên râu lên cho em zero điểm. Lúc đó hả, em về nhà bị ba đánh tét nứt cho mà coi. Cái người đó thì cho dù em có được điểm cao hay không có điểm, hay có đi học hay không đi học, thì ông cũng đánh em hết á. Mà em nghĩ cũng lạ thầy, ông ghét em vậy, ông đẻ em ra làm gì ha? Tao còn nhớ là ngày trước mày bói là ông ấy còn lâu mới chết, rất thọ cơ mà. Sao bây giờ mày lại tin là ông ấy đã chết hả? Đúng rồi. À, Thoàn à có coi báo à, cho lão Po à, là cái quẻ âm dương á, là cái quẻ nó nói á, là lão Po là sống là trường thọ. Mà ây da, sao chết sớm vậy? Ây da, chết rồi. Không lẽ cái nghề coi bói à, của Thoàn à lục rồi, hư rồi, không có làm được. Thôi bây giờ Thoàn bỏ nghề luôn. Bây giờ A Hổ à hứa với Thoàn á, sẽ lui Thoàn liền. Thoàn ở nguyện sẽ lân khăn sửa túi cho A Hổ suốt cả lời. Nhưng mà em nói vậy là sao? Thế là ngày nào em cũng bị ba em đánh hả? Không phải là vậy. Miễn là không gặp nhau, chứ gặp nhau là đánh. Một năm ổng về nhà cũng được có mấy lần. Mà hình như đây là ngày giỗ của ngoại em, chắc chắn ổng sẽ về. Thôi thầy em đi. À Thoàn, tao nuôi mày để mày làm nghề bói toán, nói cho được đúng. Thì quân sư cho tao để đánh đâu thắng đó, chứ không phải tao nuôi mày để rồi thành thằng vợ được. Tao thương mày. Hả? Có thương hả? Không có nghĩa là tao cùng hệ với mày. Mày cứ làm nhảm mấy cái bài này. Này, tao nghe mãi mà cũng mắc ói. Thì miễn là sao có A Thương là A Thoàn là lượt rồi. Nhưng mà đừng có lời vậy, đừng có lời lời cay lắng như vậy chứ. Trời, như muối sát vô tim vậy, lao nhói cõi lòng mà.
Lên. Chào thầy. Lên. Thôi thôi, mày bói đúng đấy. Lão búa, thằng già khốn nạn đấy, túc trí đa mưu còn lâu mới chết, mà làm sao chết được? Khi trên người hắn ấy mang 500 kg vàng. Hỡi lão búa, lão già khốn nạn đang ở đâu? Tao tin là lão ấy đang ở một nơi nào đó trên trái đất này. Lão ấy coi thường những thằng ngu như tao như mày. Ê, ảo à. Ê. Bây giờ ngủ luôn rồi. Trời ơi, hình như là còn 3 câu á mới hết à. Ôi, thằng Lâm còn nói là lão bố sẽ chửi tao là ngu như chó, ngu như bò, ngu như trâu, rồi sống mới gục ngủ chứ. Trời ơi, càng ngày càng lớn tuổi rồi, uống rượu nhiều quá, bây giờ yếu à, ngủ sớm hơn thường bữa. Hy vọng ngoài Lâm sau á, A Hổ sẽ quên hết những chuyện cũ. Lên. Dạ. Đợi thầy xíu. Em làm gì mà đi nhanh quá vậy? Em về nhà có việc chút thầy. Nhớ lời thầy dặn đó. Làm cái gì thì cũng phải nhớ đến mẹ mình đầu tiên. Mẹ em rất là thương em, cho nên là đừng làm mẹ em buồn nữa. Nhớ chưa? Dạ. Thôi em đi đi. Đi thầy. Ừ. Bây giờ lại thầy Thấu à, dọn giùm. Cho lỡ mỗi lần nè. Mẹ Duyên. À là. Đây. Thầy Thông. Thầy Thông có nhắn thằng Lĩnh á, thầy đừng có về nhà không vậy? Tôi nhắc nó rồi. À, vậy được. Đừng có cho thằng Lĩnh nó gặp A Hổ à, gặp nó mà lớn chuyện à. Trời ơi, ngon ngủ lè. Về nữa hả? Đúng rồi. Chặng đường dài mình ta bước tới, nắng cháy mưa giăng ngập trời, giữa chốn hoang sơ kiếm chốn dung thần. Phiêu bạt nhìn gió mây, dân hồ mang ngày nào cùng nhau làm nên tiếng to một thời. Khắc ghi lời thề cùng nhau dựng xây đế chế riêng ta. Dân hồ mang là con đường riêng dù sai quyết không dừng lại. Vẫn đi một mình dù không còn ai giữa chốn thiên thai. Một mình ta bước đi thật xa về phía cuối trời. Đến nơi gợi nhớ một thời đã sinh ta trên cuộc đời ngàn năm thiên linh.